Xin chào quý vị và các bạn, mình tên là Phan Lâm, nhân viên tư vấn bán hàng đến từ Hyundai Quảng Bình. Mình xin giới thiệu qua dòng xe Hyundai Elantra. Phần đầu xe Elantra khoác lên lớp áo hoàn toàn mới được ứng dụng ngôn ngữ thiết kế Sensual Sportiness cho vẻ ngoài thể thao hơn. Hệ thống cụm đèn chiếu sáng đối với phiên bản 1.6AT được trang bị đèn bihalogen kết hợp đèn LED định vị ban ngày hiện đại và tinh tế. Phần hông xe Elantra liên tưởng đến những chiếc coupe nhờ phần mái có độ dốc nối liền với đuôi xe. Cụm đèn hậu có thiết kế mới dạng tia chớp rực rỡ, có cấu trúc xếp tầng độc đáo. Dòng chữ Elantra có kích thước lớn được trải đều ở phần đuôi xe thể hiện niềm tự hào. Theo đó là hệ thống camera lùi và cảm biến lùi được trang bị trên xe, giúp quý khách hàng lùi xe thuận tiện và an toàn hơn. Nút mở cốp được ẩn phía trong logo Hyundai, tạo nên vẻ hiện đại bậc nhất phân khúc. Khoang cốp xe rộng rãi và có chiều sâu, giúp quý khách hàng có thể để được rất nhiều đồ. Phía dưới cốp được trang bị bánh dự phòng cùng kích cỡ với các bánh xe còn lại. Xe được trang bị bộ mâm có kích thước từ 16 inch khá vừa vặn. Kèm theo đó, xe được trang bị thêm hệ thống cảm biến áp suất lốp cho từng bánh xe, giúp quý khách yên tâm hơn khi vận hành xe trong quãng đường dài. Hyundai Elantra vẫn giữ nguyên chiều dài cơ sở 2700mm với không gian nội thất vô cùng rộng rãi. Táp lô của xe có thiết kế thân thiện với người dùng, triết lý mà Hyundai luôn theo đuổi. Các phím bấm chức năng có xu hướng tràn về phía người lái giúp thao tác nhanh chóng. Màn hình táp lô được thiết kế thể thao mạnh mẽ, hệ thống màn hình LCD 4.3 inch hiển thị nhiều thông tin cần thiết khi vận hành xe. Trần xe còn được tích hợp cửa sổ trời chỉnh điện giúp tạo sự thoáng đãng cho khoang cabin. Xe Hyundai Elantra có giá từ 655 triệu đồng. Đại lý Hyundai Quảng Bình đang có rất nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn dành cho quý khách hàng. Hỗ trợ mua xe trả góp với mức lãi suất ưu đãi thủ tục nhanh chóng, giúp quý khách hàng dễ dàng sở hữu dòng xe yêu thích. Quý khách hàng hãy liên hệ qua số hotline 0941507373 để được tư vấn mua xe, để được sở hữu dòng xe Hyundai mới nhất hiện nay. Hoặc có thể tham khảo qua website www.xehyundaiquangbinh.com. Xin cảm ơn quý khách đã quan tâm theo dõi.